Kênh Hoa Lan Thơ kính chào các chú anh chị. Hôm nay là phiên tối của ngày 13 tháng 3 năm 2021, là mình cũng bán hàng cho ngày 14 tháng 3 năm 2021 luôn. Tại vì nói chung là mình cũng đi làm chứ không phải là mà bán lan này là nghề chính nha các chú. Đó. Thì hôm nay mình về trễ thì mình cũng quay up lên bán cho buổi tối hôm nay cho đến ngày mai. Đến ngày mai là ngày 14 tháng 3 đó, thì mình có một số mặt hàng thuần đều ra rễ ổn định và trồng trên chậu hoàn chỉnh, các chú về chỉ cần treo lên và chăm không cần phải làm gì nữa hết. Và cái phí mình báo ở trên này là mình bao cước vận chuyển toàn quốc cho các chú anh chị mình luôn. Các chú anh chị mình về chỉ cần trả một lần tiền hàng như trên đây mình báo, không thêm cái phí này nào nữa hết. Các chú mà mình trong cái quá trình mà nhận hàng á, nếu mà bên shipper có thu tiền ship thì các chú yêu cầu bên shipper mình gọi lại cho mình đó, để mình nói chuyện với họ là các chú mình không có trả tiền ship. Tiền ship thì bên đây mình lo nha. Nhiều khi bên bộ phận chuyển phát nhanh đó, họ nhận nhiều người á các chú, cho nên họ lu bu khi họ làm lộn đó. Thì trường hợp này cũng đã xảy ra rồi, thì điện thì mình can thiệp kịp thời thì các chú mình không phải trả tiền ship nha. Để em thôi, khi các chú anh chị mình không biết cái mình trả tiền ship luôn, cái bị thiệt cho các chú anh chị mình, rồi mất công mình phải nộp kẹt cho các chú, hoặc là mình phải trừ tiền cho đợt lần hàng sau nếu các chú anh chị mình ủng hộ đó. Thì cho đây mình cũng xin vô chi tiết cá hình luôn, các chú anh chị mình xem video mà chưa bấm vào nút đăng ký á, nhớ bấm vào nút đăng ký để bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo đó. Thì mình xin vô hình số 1 luôn. Hình số 1 thì hai con trâu chuẩn gừng muôn đôn, hai con trâu dáng thân dừa cực đẹp đó, trâu là trâu lá mít nha các chú đó, cực kỳ đẹp. Hai con trâu lớn á, à, các chú nhìn thân á nè, rễ ra nè, rễ đầu nó bắn ra các chú thấy không, xanh dần trên thấy không, à, bắt đầu nhú rễ nè, cái này nó còn ra rễ nữa nha chứ không phải gì thôi đâu đó. Hai con trâu hình số 1 180k bao xếp. Qua hình số 2 cũng là hai con trâu chuẩn gừng muôn đôn, thì cái dòng trâu gừng muôn đôn thì khỏi phải bàn, nó thơm cực kỳ thơm, thơm nước mũi luôn đó. Rễ nè, chú thấy xanh dần chân không đó, rễ đó à, xanh dần chân đó. Cái hàng gừng thì nhìn không mướt mắt như hàng công nghiệp đâu các chú đó, nhưng mà bù lại nó rất là khỏe mạnh. Đó, cây rất là cứng cáp, lá dày lá cứng nha, chứ không phải là lá mềm sụ đâu đó, lá dày lá cứng. Hình số 2 180k bao xếp. Rồi qua hình số 3 cũng hai con trâu chuẩn gừng muôn đôn dáng thân dừa đó, nhìn cái gốc nó bự nè, bự hơn ngón tay mình nữa, rễ nè, rễ nè, rễ ra xinh dần luôn đó. Cái này còn ra rễ nữa. Ừ, chiều cao nó nè đó, hình số 3 180k bao xếp. Hình số 4 là con trâu bốc trụ đó, rễ nè, nó đang chui xuống giá thể luôn đó. Nói chung là rễ còn ra nữa, một con lá xếp cũng dòng lá mít luôn, tuy nhiên nó là trâu bốc trụ 130k bao xếp. Hình số 5 cũng là một con trâu bốc trụ đó, một con trâu lá mít, trâu lá mít bốc trụ nè các chú, rễ nè, rễ nè, rễ sinh dần hết trơn đó. Cái này còn ra rễ nào đầu nhú rồi nữa nè, rễ là ra sinh dần luôn. Rồi hình số 5 một con trâu bốc trụ 150k bao xếp. Hình số 6 một con trâu chuẩn gừng muôn đôn cực kỳ đẹp, lá dày lá cứng ngắt luôn, rễ nè, rễ nè, nó ăn ra ngoài luôn nè, đọt đậu lên nữa nè, 150k bao xếp. Hình số 6 thì tất cả những dòng trâu mình bán cho các chú anh chị đều còn đọt hết nha, chứ không phải là không mắc đọt. Còn nhiều khi các chú anh chị mình quay trên đây mình nhìn không thấy, nhưng khi mình hiểu lầm mình nói là không có đọt, đọt nó vẫn còn, những cái con mà hư đọt là mình không có bán đâu.
con hư đọt thì mình cũng phải để cho nó ra đọt rồi đàng hoàng mới bán chứ đâu có bán kỳ cục. Rồi hình thứ 6. Số 6. Hình số 7, số 7 là mình còn một cái con một cái cây cẩm cù, trời ơi quên, tự nhiên quên tên các chú. Đó, còn chậu một duy nhất nè, à, chốt vô chốt cẩm cù lá xoài. Dòng này thì hoa to vậy nè, hoa nó to mà nó thơm cực kỳ thơm, hoa màu đỏ. Đó, còn chậu duy nhất nha, ai chốt chốt. Đó, hình số 7, 130k bao ship, quá rẻ, có 130k bao ship nữa. Rồi hình số 8, hỏa hoàng cam nè, hỏa hoàng cam 100k bao ship, dép chị đặt luôn, cái này sổ hoa thì thôi luôn, 130k bao ship. Hình số 8. Rồi hình số 9, số 9 là một cái kia giả hạt, hai cái kia giả hạt hay còn gọi là phi điệp, ăn nầu đốt nhựa nha, về mầm gốc đầu nó cũng muốn sưng rồi cáo chú. Về là cái này năm thứ nhất nè, đó, năm thứ nhất mà nó đi vậy đó, lá dày lá cứng sập chỉ nè. Hình số 9, 150k bao ship. Cái dòng này nó mắc tiền chứ không phải như mấy cái dòng kia nghe cáo chú. Rồi qua hình số 10, một con trâu chuẩn gừng Buôn Đôn nè, một con trâu lớn nè, con này đẹp cực kỳ đẹp nè. Đó, cái dòng này thì dễ lắm cáo chú, về chỉ cần treo lên chỗ mát á, đó, thì tháng này nó hơi nắng, cái dòng này thì nó ưa ẩm cáo chú, mình treo chỗ mát đi. Đó, hoặc là nắng găm găm thôi, đừng có nắng quá, tại giờ tháng này thì nó nắng dữ lắm nắng. Đó, con trâu cực kỳ đẹp, trâu lớn nghe cáo chú. Đó, hình số 10, hình số 10, 300k bao ship. Rồi hình số 1, hình số 11, hình số 11 là một con trâu bóc trụ rễ nè. Đó, dòng lá mít. Đó, 180k bao ship. Một con trâu bóc trụ rễ, hết biết rễ chưa, nó còn ra rễ nữa đó, chứ không phải nhiều đây thôi đâu. Hình số 11 và hình số 12 còn một giò dáng hương tam màu sắc nè. Đó, dòng này thì thuộc gừng con tâm nha, thuộc gừng con tâm là cái lá nó cứng, dòng này lá ngắn lá cứng nè cao chú, chứ không phải nó dài sọc mà nhọn quắc như mấy cái dòng kia đâu. Đó, dòng này thì là thường thì nó sổ cái hoa vàng đó, thơm cực kỳ thơm, hoa cái hoa nó vàng như cái hoa hoàng nhạn gì đó cao chú. Hình số 12, dáng hương tam bảo sắc cây cực kỳ đẹp luôn, thấy không? Cái này thuần lâu rồi nó bị được rễ gì nè nghe các chú. Chứ không phải mới thuần mà được rễ gì đâu, rễ nó ăn rồi nè, chi chích nè, bám rồi nè. Chi chích á, thuần trên 1 năm rồi đó. 150k bao ship. Hình số 12. Đó. Rồi qua hình số 13 là một chậu kiếm lùng. Đó. Hoa sổ số nha, hoa sổ số, mầm gốc đang lên 3 mầm luôn. 150k bao ship. Hình số 13, hình số 14 là một cái chậu kiếm bicolor, hay gọi kiếm hai màu đó, màu vàng với màu đỏ. Đó, ở trong màu đỏ, cái cánh ở trong màu đỏ, cái ngoài viền vàng. Đó. Hình số 14, hình số 14 kiếm bicolor. Lá cứng ngắt cao chứ. Lá dày mà cứng. Lá nó không bự đâu, lá nhỏ mà dày cứng vậy nè. 180k bao ship. Hình số 14, hình số 15 là một chậu hài cốt kỳ. Hài cốt kỳ.
130k bao ship. Hình số 16, hồng lan kiếm. Hồng lan kiếm còn chậu nè. 200k bao ship. Hồng lan kiếm. Hình số 16, hình số 17, một chậu hài Quang Nam. Mầm gốc nè. Đó, thân tơ nè, thân tơ đang mèo nè. Về ngắm hoa luôn. Con già nè. 150k bao ship. Hình số 17. Hình số 18 nè, một chậu kiếm bicolor, chậu lớn luôn, nguyên một chị về lớn luôn. Đó, mầm gốc đó nè, bây giờ đang nhú mầm nữa nè. Đó, rễ cái nè. Chú nhìn nè. Xem già nó chưa. Mầm nữa nè, mầm nữa nè. Cái này để dòng này một năm sau đã bích chậu rồi luôn. Nhảy con dữ lắm nhảy con. Nó này nguyên một cái bụi lớn luôn nè. Quay xa các chú anh chị xem. Nguyên bụi lớn luôn. Đó. 250k bao ship. Cái hình số 18. Đó. Hình số 19 nè, cái chậu giá hạt hay gọi phi đẹp nè, chậu lớn nè. Đó, đi đọt á, cái mầm cực kỳ đẹp không? Thân chấm tím luôn nè. Đó, tím liệm luôn. Cái này còn lên mầm gốc nè coi chú. Cái này mình tính làm bông cho nó nè, mình tính kích cho nó ra bông thử coi ra một bông như thế nào nè. Tại cái chậu này cái thân nhìn nó đỏ mà nó chấm tím mà tím cực kỳ tím coi chú. À, cái này chuẩn bị chờ hoa nè. Về trang hoa luôn. Đó, hình số 19 cũng là hình cuối cùng nha. Đó, cũng là hình cuối cùng. 250k bao ship hình số 19. Về Bắc Hồng. Rồi còn một cái chậu. Còn một cái chậu hình số 20 nè. À, địa lan mặt xuân. Đó, cực kỳ đẹp chưa, rễ nàng lên tới trên luôn nè. Cái này cũng thuần lâu rồi nè. Địa lan mặt xuân 150k bao ship. Chậu nặng chịch luôn. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ có một số hình gửi đến cho các chú anh chị mình. Các chú anh chị đơn hình nào chốt bên đó liên hệ với mình qua số điện thoại 0769 385 164 ghi trên tiêu đề. Xin chào và hẹn gặp lại.